Một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân mà lỗi này các chị vợ rất hay mắc phải, đó là khi mà chồng không có nhà, có thể là đi làm, đi công tác xa hoặc thậm chí là đi nhậu, gặp gỡ bạn bè, tức là không có mặt ở nhà, thì các chị rất là hay tạo áp lực và cãi nhau qua điện thoại, cằn nhằn, nói nhiều, kiếm cớ gây sự để cho chồng đi không được thoải mái. Thì lỗi này rất dễ khiến cho chúng ta dần dần bị mất kết nối với người chồng của mình. Có những người chồng đi làm xa rất là áp lực mà vợ suốt ngày gọi điện, nói nhiều, ngày gọi 80 cuộc, không nghe là gây sự cãi nhau, đến nỗi khiến cho người chồng không thể tập trung được vào công việc, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bực bội, thậm chí là có hành động chặn liên lạc với vợ, khiến cho hai vợ chồng bị mất kết nối. Trong khi người chồng đi làm xa không có nhà, thì đây là một điều hoàn toàn bất lợi đối với các chị, bởi vì đằng sau những động tác chặn liên lạc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên, dù cho phụ nữ có đang bực mình đến mấy, hai vợ chồng đang cãi nhau, đang điên tiết lắm rồi, thì cũng hãy kiềm chế lại, hãy giữ cho chồng không khí thoải mái nhất để đừng bị mất kết nối với chồng. Đợi chồng về, vào dịp thích hợp, thời điểm thích hợp thì mình trao đổi trong hòa bình và với giọng điệu phù hợp nhất. Còn những hành động làm bù lu bù loa, nói nhiều, tạo áp lực, cãi nhau sai thì thực sự là một hành động không thông minh.